Nhắc đến chú Ba Dân ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chắc hẳn ai nấy sống tại vùng đất này đều đã quá quen thuộc với hình ảnh ngày nào chú cũng cặm cụi vá lành những đoạn đường xuống cấp. Điều đáng nói là người đàn ông lớn tuổi này chỉ mưu sinh bằng nghề bán vé số, cái nghề rày đêm mai đó, chỉ đủ kiếm cơm qua ngày đã khó. Thế nhưng với một trái tim thiện nguyện, chú luôn quan niệm sống là cho đi, dù cuộc đời còn nhiều khó khăn. Và mới đây những hình ảnh về chú lại tiếp tục làm lay động trái tim của cộng đồng mạng. Hành động này đúng là một tấm gương sáng về ý thức bảo vệ môi trường. Dưới trời nắng chang chang, ai cũng vội vã thì thấp thoáng một người đàn ông đội nón lá đang hì hục ngồi vá lên một đoạn đường ngắn bị hư hỏng. Người đàn ông đó chính là chú Ba Dân, với một chiếc xe ba gác có gắn dòng chữ cảnh báo và dụng cụ thô sơ trên tay. Chú cứ cặm cụi ngồi sửa chữa từng chút một. Được biết, cách vá đường của chú vô cùng độc đáo, chỉ bằng dầu đỏ và nhựa đường loại phế thải, vừa bền chắc vừa tiết kiệm được nhiều chi phí. Và hành động đẹp như thế này của chú là một việc làm vô cùng ý nghĩa, đem lại lợi ích thiết thực là sự an toàn cho mọi người, mọi nhà. Chú Ba Dân đã được chọn nhận giải thưởng COVA năm 2018 ở hạng mục Sống đẹp, dành cho những việc làm tốt đẹp, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng.